thì nhằm phát huy cái giá trị tài nguyên bản địa và cái văn hóa tâm linh, cũng như kết hợp giới thiệu quảng bá con người quê hương Cao Lãnh với cái nông nghiệp trải nghiệm theo cái quy trình là tuần hoàn khép kín và cái quy trình trồng xoài theo cái hướng an toàn sinh học hữu cơ đó. Thì tụi em muốn giới thiệu và tôn vinh những người nông dân trồng xoài và quảng bá cái thương hiệu xoài Cao Lãnh bằng vừa có trái xoài vừa có cây xoài qua cái dịch vụ cây xoài nhà tôi, và gắn với cái dịch vụ cây xoài nhà tôi thì tụi em muốn khách sở hữu cây xoài tận nơi ở đất thủ phủ xoài này. Và từ đó thì sẽ được đến thăm những cái xoài của mình cùng với gia đình, bạn bè, người thân để trải nghiệm bằng những cái dịch vụ du lịch. Chính vì vậy mà cái làng du lịch trải nghiệm nông nghiệp của Mỹ Sương tụi em đã ra đời. Hiện nay thì với cái thế mạnh lợi thế của vùng đất Mỹ Sương vừa nằm ven cái trục quốc lộ 30 và được bao bọc bởi con sông Tiền hiền hòa, nó tạo nên một cái luồng không khí mát mẻ trong lành, bốn mùa cái trái xinh tươi ở vùng đất Mỹ Sương. Chào tất cả quý vị, hôm nay du lịch giải trí giới thiệu một điểm đến ở Đồng Tháp. Bây giờ là đoàn đang đặt xe vào vườn xoài. Được mệnh danh là thủ phủ xoài của Cao Lãnh, thì nơi đây là những cây xoài các chu đầu tiên đã xuất hiện trên 100 năm và ngày nay cũng có phát triển thêm cái xoài cắt Cao Lãnh, có nghĩa là từ cái giống xoài cắt Hòa Lộc đấy. Thì bằng cái kinh nghiệm của những nhà vườn cộng với sự thổ nhưỡng thời tiết phù hợp đã làm nên cái hương vị đậm đà của xoài Cao Lãnh và cũng được người tiêu dùng thừa nhận là bằng cái câu mà tụi em hay ví von, đó là xoài nào ngon bằng xoài Cao Lãnh. Thì ở đây có một cái nền tảng, đó là từ hội quán nông dân Minh Tâm Hội Quán, là những người nông dân trồng xoài. Hiện huyện xã Mỹ Sương là có trên 500 hecta trồng xoài chiên canh. Thì cái Minh Tâm Hội Quán này đã ra đời và đi vào hoạt động để bà con tự chia sẻ với nhau, tự liên kết cộng đồng với nhau cái quy trình trồng xoài khép kín. Chính vì vậy mà chính những lão nông này đã đăng ký mạnh dạng chỉnh trang mỹ quan đầu tư và học tập tành làm du lịch. Rồi, sau khi lấy cái xoài ra, anh sẽ quan sát cái xoài và anh sẽ phân loại cho xoài. Cái xoài nào mà đại yêu cầu sẽ đóng thùng và xuất khẩu. Cái nào xoài nào loại 2 thì tiêu thụ nội địa. Rồi, như trái xoài trên tay của em là trái xoài này đạt yêu cầu thì sẽ thành phẩm. Do là nó đủ to. Da đẹp. Da đẹp như con gái vậy đó. Còn trái này thì bé. Xuống loại 2. Sau khi đã phân loại xoài xong thì anh Hoa sẽ cắt cuốn và chừa lại một đoạn vừa đủ 3 cm. Rồi cắt cuốn bỏ bớt chừa lại 3 cm. Rồi bước tiếp theo là sẽ dán tem cho quả xoài của chúng ta. Đó là cái hướng của cái tem nó phải thuận. Các anh chị chú ý là chúng ta chút xíu thì chúng ta sẽ được trải nghiệm và ban tổ chức sẽ cho chúng ta hai đội thi để làm cái công đoạn như thế này nè. Cái quả xoài nó hướng lên trên, khi cầm trái xoài này thì mình đọc đúng chữ được, còn nếu mình dán ngược thì phải làm trái xoài này để xem này là đúng không. Rồi bước tiếp theo là lồng vào cái bao xốp để bảo quản cho vận chuyển nó không bị dập. Tiếp theo là chúng ta sẽ vào thùng. Bỏ một thùng như vậy là chúng ta sẽ bỏ vào là 20 quả xoài đúng quy định. Rồi mình đặt đúng hướng như vậy, đủ 20 quả xoài thì mình đóng nắp lại. Quá đẹp. Nãy con nghe chú Hiền nói mà chúng mình 300 gram thì 20 cái là khoảng không cả 7 kg à. Sao cái nửa đến 7 kg. Không được nghe. Để thùng này bên đây luôn các anh. Gần đây. Không vui đâu. Không vui. Thôi lỡ mình sao mà mình cứ làm bình tĩnh đi. Cái bình tĩnh là mình có vợ chồng. Ok, ok.
Và theo quan sát thì đội số 1 đã hoàn thành sớm nhất và có cái thùng xoài tương đối đẹp. Tuy nhiên là đóng thùng kiểu này là không thể xuất khẩu được rồi. Chỉ có tặng đâu. Và ba cái thùng này đúng rồi, nói như anh xe đó là chỉ có tặng thôi chứ không có thể là đi xuất khẩu được. Cho nên ban tổ chức quyết định là mời anh Quỳnh Minh Tuấn. Anh Quỳnh Minh Dinh và anh Nguyễn Minh Tuấn. Để truy cập vào cái sổ nhà tôi, một là khi mình lên cái trang lên trình diện á, để nông sản Cao Lãnh giống VN thì nó sẽ ra là cái thông tin của các nhà vườn. Trên đó là hiện tại giờ tôi có 40 cây trên đó. Thì cái cách thứ hai là mình sẽ quét lên mã code. Thì có anh chị nào có điện thoại quét thử. Quét thử lên sẽ có. Lấy Zalo mình á. Đó mới quét xong à. Quét thử lên thì nó sẽ hiện lên. Rồi trên đó có 40 cây. Mình coi cây nào vừa ý thì mình chọn. Mình chọn mua. Thì cái mua trên cây đó thì khi mình mua rồi, mua mình được vừa ý rồi đó, thì mình sẽ vô cái đặt mua. Đặt mua thì nó sẽ có thông tin. Thông tin là ví dụ như giờ tên mình, rồi địa chỉ, rồi gì đó. Hình thức ví dụ như hợp đồng chuyển tiền hoặc tiền mặt tới vườn, lấy tiền mặt hoặc là chuyển tiền đó, thì chủ vườn sẽ đưa một cái hợp đồng đó, đặt ngay thì trên đó sẽ cho mình cho cái khách hàng á một cái mã gọi là cái mật khẩu á. Mật khẩu mình bấm vô thì mình sẽ biết cây sồi mình đang ở tình trạng nào đó. Thì trong cái này cũng có, thì khi mà mình đặt xong á thì anh chủ nhà vườn nè sẽ có một cái bảng như thế này, là cây sồi nhà tôi có mã code cho mình. Rồi bắt đầu là người mua là ai, thì khách hàng nào đó mình để tên đó, do đó thì đó là cây sồi. Thì cái hình thức là gì, là một năm, sau một năm á là cái sản lượng của mình là cây sồi này có thể là 200 kg, nhưng cây sồi ở kia là 200-300 kg rồi, nhưng mà mình chỉ là thống nhất thỏa thuận là 100 kg thôi. 100 kg thôi, thì ví dụ như đợt này là mình lấy 50 kg, mà trong vòng một năm thôi nha, một năm thôi. Bây giờ đợt này mình lấy 50-80 kg gì đó thì còn 20 kg đợt tới cũng là cây sồi của mình, thì nhà vườn sẽ cung cấp tiếp 20 kg nữa cho đủ 100 kg của mình. Cái thứ nhất, thứ hai nữa mình có thể về đây trải nghiệm. Cái quan trọng là về đây trải nghiệm ở gốc cây này mình, rồi vậy là mình trải nghiệm ở gốc cây sồi của mình. Ví dụ gia đình vậy đó, tới mình trải nghiệm thì ở đây chủ vườn sẽ hỗ trợ địa điểm này kia để mình trải nghiệm. Đó, phương thức là như vậy. Thank you.